Mến chào quý vị đã đến với buổi tư vấn về sức khỏe của cổng thông tin sức khỏe Alo Bác Sĩ. Và thưa quý vị, trong những số lần trước thì chúng tôi đã làm về xạ phẫu bằng dao gamma knife, lợi ích mang đến cho bệnh nhân như thế nào, thì chúng tôi sẽ để trong phần mô tả ở bên dưới để quý vị hiểu rõ hơn về dao gamma knife này nhé. Và trong số lần này thì chúng tôi sẽ nói rõ hơn về xạ phẫu gamma knife được sử dụng trong điều trị dị dạng mạch máu não như thế nào, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Hồ Vĩnh Phước, phó trưởng khoa ung bướu và y học hạt nhân của Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ chia sẻ cho quý vị về vấn đề này nhé. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin kính chào quý vị khán giả xem đài. Kính chào MC xinh đẹp. Rất vui hôm nay được quay trở lại với trường truyền hình. Lời đầu xin chúc mọi người được dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Dạ, thưa bác sĩ, dị dạng mạch máu não là một tình trạng vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn đến đột quỵ. Vậy xin hỏi bác sĩ, là một người bình thường tại sao lại bị dị dạng mạch máu não? Có những nguyên nhân nào mà dẫn đến dị dạng này ạ, thưa bác sĩ? Dạ, mình biết là khi mà cái hệ thống mạch máu não á, bình thường là hệ thống động mạch, hệ thống tĩnh mạch, thì khi mà nó phối hợp với nhau á, bình thường nó phải qua cái hệ thống trung gian là hệ thống mao mạch. Mà khi nó bất thường, cái hệ thống mao mạch nó không có kết hợp với nhau thì nó kết hợp trực tiếp với nhau, mình gọi là thông động tĩnh mạch. Ngoài ra có cái dạng là thông động trực tiếp từ cái động mạch sang động mạch, hoặc là từ tĩnh mạch sang tĩnh mạch. Đó là cái những dạng mà mình hay gặp. Thì cái nguyên nhân mà hay gặp đó, phần lớn là những bệnh nhân người ta là có tính chất là mang tính chất bẩm sinh đó. Phần rất là ít trường hợp mà có trường hợp là chấn thương, sau khi chấn thương nó có sự thông nối những cái mạch máu lại với nhau, nó tạo thành một cái dị dạng rất là nhỏ. Cái đó là trường hợp thứ hai. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Và dị dạng mạch máu não thì có thể chia thành những dạng nào hay không ạ? Và nó thường xuất hiện ở những vị trí nào trên não, thưa bác sĩ? Thì mình biết là cái thông động tĩnh mạch đó, là nó cái dạng là từ kết hợp từ động mạch với tĩnh mạch là một dạng thứ nhất. Kết hợp dạng thứ hai là từ động mạch với trực tiếp động mạch. Thứ ba là từ tĩnh mạch với tĩnh mạch. Và cái thường mà mình hay gặp nhất là những cái dị dạng mạch máu não mình phân ra là trên liều và dưới liều. Trên liều có nghĩa từ từ bán cầu trở lên, và dưới tiểu não chứ. Thì mình phần lớn mình hay thường gặp là phần lớn phần trên liều. Ít gặp cái phần từ tiểu não và thân não trở xuống. Dạ vâng, vậy bệnh nhân có thể cảm nhận được là mình đã bị dị dạng mạch máu não hay không? Thông thường á, thì cái thông động tĩnh mạch hay là mình gọi là dị dạng mạch máu não á, cái triệu chứng lâm sàng á, phần lớn á, một số trường hợp có thể là đau đầu ấm ỉ. Tình cờ phát hiện là người ta sau khi té hoặc là cái gì đó, người ta bắt chụp CT, người ta thấy phát hiện có một cái khối dị dạng. Và cái trường hợp mà hay gặp, mà người ta là hay gặp là trên lâm sàng á, mà bệnh nhân hay đi tới khám bệnh là trường hợp bệnh nhân bị co giật. Và thậm chí trong một số trường hợp là người ta hôn mê. Ta đột mà ta vô hôn mê, lúc đó cái khối dị dạng đó xuất huyết. Thì bắt buộc người ta phải vô cấp cứu liền, mình là lúc đó mình mới chụp CT, mình phát hiện ra được tình huống như vậy. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và để phát hiện những dị dạng mạch máu não thì có những phương pháp nào ạ? Phần lớn là mình chụp kiểm tra cái CT. Khi mình chụp kiểm tra CT, mình thấy có một khối bất thường đó thì mình chụp thêm nâng cấp lên một cái nữa là chụp MRI. Và nếu mà chẩn đoán chắc chắn là mình chụp cái hệ thống mạch máu não, hay gọi là chụp DSA, là chụp mạch máu não xóa nền đó. Lúc đó mình chẩn đoán chắc chắn là một xác định nó là cái khối dị dạng. Thì cái lợi thế của khi mà chụp DSA là mình có thể phát hiện thêm là những cái túi phình. Những túi phình, cái túi giả phình, cái đường dẫn lưu của cái hệ thống tĩnh mạch nữa. Nó lợi điểm cho những cái phương pháp điều trị phía sau. Theo bác sĩ vừa trình bày thì về phương pháp mà DSA thì sẽ chống chỉ định trong những trường hợp nào? Khi mà DSA mà chống chỉ định với những trường hợp, thứ nhất là mình khi mà chụp DSA là cần bơm một cái lượng thuốc cản quang. Khi bơm lượng thuốc cản quang vậy, đối với những bệnh nhân suy thận nặng là mình không thể nào mà chụp, thì trong trường hợp đó mình chống chỉ định, phần lớn là vậy thôi. Dạ vâng, vậy khi nào thì cần điều trị bằng xạ phẫu gamma knife ạ? Rồi thì mình nói là khi mà điều trị cái thông động tĩnh mạch đó, thì nó có 3 phương pháp điều trị, phần lớn là nó phối hợp chứ không nó không có tách rời riêng rẽ. Thì khi mà cái can thiệp tối thiểu ít nhất á, mà ít xâm lấn nhất là cái gamma knife. Gamma knife là mình chỉ dùng cái tia vô mình để mình chiếu để nó sơ hóa cái búi lại, có nghĩa là mình chung vậy. Thì khi mà thất bại thì mình phải phối hợp với DSA can thiệp mạch máu não. Khi bệnh nhân mà cái khối đó nó xuất huyết, nó tạo cái nang thì bắt buộc mình phải can thiệp bằng phẫu thuật. Nó là tính ra mình nó là một biện pháp là phối hợp. Nhưng mà hiện nay là người ta sử dụng ít can thiệp
càng tốt, càng nhiều càng tốt, thì cái Gamma Knife được chọn lựa là cái hàng đầu. Và khi mình chọn lựa cái sử dụng cái biện pháp Gamma Knife á, thì những cái chỉ định là những cái khối dị dạng đó kích thước nó nhỏ hơn 3 cm là điều trị hiệu quả. Thứ hai, những cái vị trí nó nằm sâu, không can thiệp bằng DHA, thậm chí không can thiệp bằng phẫu thuật thì mình điều trị rất là hiệu quả. Thưa bác sĩ, vậy bác sĩ có thể nói rõ hơn là nếu một bệnh nhân được điều trị bằng Gamma Knife thì sẽ trải qua những cái công đoạn nào, và một liệu trình trị liệu thì sẽ trải qua khoảng trong thời gian bao lâu ạ? Thì khi mà mình nói với một người vô, mình ngoại trừ mình làm những cái xét nghiệm tổng quát, thì bệnh nhân không có rối loạn về tim mạch, không có về chức năng thận gan, thì mình sẽ đi tiến hành điều trị bằng tia gamma. Thì bệnh nhân trước khi điều trị thì mình qua thông qua hội chẩn. Thì mình chọn lựa bệnh nhân, ok, bệnh nhân đó đáp ứng tốt với gamma. Thì mình sẽ tiến hành điều trị. Thì trước hết mình chuẩn bị bệnh nhân á, là bệnh nhân ăn uống vẫn bình thường, sáng ăn uống bình thường, thì mình sẽ được, bệnh nhân sẽ được bắt một cái khung gamma, cái khung black cell á. Thì trước khi bắt cái khung black cell á, thì nó cố định bằng 4 điểm, thì mình chích 4 điểm thuốc tê xung quanh 4 điểm đó để cho nó bớt đau. Rồi khi mình gắn được cái khung đó xong rồi thì mình đưa bệnh nhân đi chụp cái MRI mô phỏng. Khi chụp MRI mô phỏng rồi mình về mình lập kế hoạch trên máy xạ gamma knife. Khi mình lập kế hoạch xong rồi thì mình chuyển bệnh nhân vô nằm trên máy, và mình chỉ việc mình ấn nút là tất cả hoạt động theo chu trình tự động. Cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Và thưa bác sĩ, ở những buổi tư vấn trước thì Alo bác sĩ cũng được biết là khối u sau khi điều trị bằng gamma knife thì chưa biến mất ngay. Vậy đối với phương pháp này mà áp dụng vào điều trị dị dạng mạch máu não thì mất khoảng bao lâu để chúng ta có thể có kết quả? Thì đối với khối u thì cái cơ chế nó cũng gần giống như cái gamma knife. Thì cái mình cũng nghĩ là nó hiện tượng nó giống như tắc mạch sơ hóa. Thì thường đối với AVM á, thì sau 2 năm. 2 năm mình chụp kiểm tra lại là phần lớn là khối dị dạng nó sẽ biến mất. Còn riêng khối u thì dần nó biến mất chậm hơn. Thì dị dạng mạch não thì thường sau 2 năm mình chụp kiểm tra lại. Thì chụp đúng là chụp chắc chắn là mình chụp DHA thì mình sẽ thấy biến mất cái khối đó, cái khối dị dạng. Dạ. Vậy sau khi xuất viện thì bệnh nhân tiếp tục điều trị tại nhà như thế nào ạ? Và bệnh nhân cần lưu ý những gì? Thì sau khi bệnh nhân được xuất viện về nhà thì bệnh nhân được hướng dẫn của bác sĩ là mình chế độ ăn uống thì mình vẫn sinh hoạt bình thường. Giống như chế độ ăn uống thì mình hạn chế, mình không uống bia rượu. Là khi uống bia rượu thì mình giống như kích thích cái hệ thống mạch máu não nó tăng lên lên đó, thì nó sẽ kích thích vô cái bú dị dạng. Nó gây dễ hiện tượng động kinh. Thì lúc đó bệnh nhân phải được dặn là bắt buộc là phải uống thuốc động kinh đều đặn. Và đặc biệt trong những trường hợp mà bệnh nhân già lớn tuổi mà nguyên nhân cao huyết áp á, khi mà cao huyết áp tăng lên mình không điều chỉnh á, thì cái cơ may để kích thích để cho nó vỡ cái bú dị dạng rất là cao. Thì vấn đề quan trọng nữa là phải duy trì huyết áp ổn định, không được cao. Thưa bác sĩ, vậy ngoài chúng ta cần kiêng cữ như là bia rượu thì trong chế độ sinh hoạt bệnh nhân cần kiêng cữ những gì không ạ? Còn thêm một cái nữa, giả sử cố gắng đừng có vận động mạnh. Giống như mình đừng có tập thể dục mạnh quá hoặc làm việc quá nặng. Thì quá nặng giống như mình gồng, mình tăng cái cường, giống như tăng cái áp lực lên não, thì cái nguy cơ trong những cái thời gian đầu nó hay là nó dễ vỡ hơn. Còn cái chuyện đó, ăn uống mình tốt nhất là hạn chế cái chuyện táo bón. Khi mình táo bón mình cũng giống như mình tạo cái tăng cái áp lực trên não. Thưa bác sĩ, vậy sau khi bệnh nhân đã được phẫu thuật thì bác sĩ sẽ khoảng bao lâu thì hẹn sẽ quay trở lại tái khám ạ? Thì cái lịch của mình, thứ nhất là mình dặn bệnh nhân, giả sử trong quá trình đó nó có những dấu hiệu bất thường, thứ nhất là mình ngất, thứ hai là đột quỵ. Giống như đột quỵ là mình gập, mình xuống mình không biết gì, hôn mê á, là mình phải đưa vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Rồi còn khi mà cái lịch hẹn tới khám, sau khi gamma về thì 1 tháng, rồi cứ mỗi 3 tháng trong vòng 1 năm đầu. Rồi bắt từ năm đầu thứ 2 á, thì 6 tháng. Từ năm thứ 2 trở đi là khoảng 6 tháng mình tái khám một lần. Thưa bác sĩ Phước, tại khi bác công tác tại khoa ung bướu và y học hạt nhân tại Bệnh viện Nhân dân 100 của mình, thì có bao giờ gặp trường hợp là bệnh nhân phải xạ phẫu lại hay không ạ? Thì cái này là có. Thì khi mình điều trị cái khối dị dạng mạch máu não lần đầu tiên, mình với cái liều như vậy, thì trong trường hợp mà có những cái động mạch mà nó đang chéo với nhau, thì mình xử lý được một nhánh
một nhánh nào đó, còn giả sử mình còn chừa lại cái nhánh kia, khi mình giả sử mình tắt hết hai nhánh thì nó sẽ gây ra biến chứng nhiều quá. Thì bắt buộc mình phải tắt nhánh từ từ một nhánh để cho cái nhánh kia nó có thời gian để giống như nó tăng trưởng cái mạch máu xung quanh để nó nuôi. Thì lúc đó là sau đó là lần thứ hai sau 2 năm mình mới tắt luôn nhánh kia còn lại. Thưa bác sĩ, vậy nếu mà bệnh nhân đã từng bị dị dạng mạch máu não và đã từng điều trị rồi thì có thể xuất hiện thêm những dị dạng khác hay không ạ? Thì cái chuyện này thì thực ra nó nói lý thuyết thì sẽ có, nhưng mà trên lâm sàng thường rất ít. Đó là do sự tăng sinh mạch máu để nuôi thôi, chứ không phải là tăng sinh để nó tạo thành một cái khối thông động tĩnh mạch khác. Vậy nếu mà một bệnh nhân họ cần làm những gì để phòng tránh gặp dị dạng mạch máu não ạ? Thì cái này là cái nguyên nhân nó thường phần lớn là bẩm sinh, nên là mình rất là ít khó mà để mà phòng tránh được. Mình chỉ hạn chế lại sau khi mình biết đó để mà hạn chế cái chuyện xuất huyết não như sau thôi. Chứ còn mình hạn chế cái chuyện mà phát hiện ra cái, hoặc là mình tự động nó mọc ra một cái khối dị dạng thì rất là khó. Và cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Hy vọng qua những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Hồ Vĩnh Phước, phó trưởng khoa ung bướu và y học hạt nhân của Bệnh viện Nhân dân 115 đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về phương pháp xạ phẫu gamma knife trong điều trị dị dạng mạch máu não nhé. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy những video của Alo Bác Sĩ hay thì hãy like và chia sẻ những thông tin này đến nhiều người hơn nữa nhé. Và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.